Nước mắt người chồng chung thủy, 13 năm quyết không từ bỏ vợ tàn tật. Anh Trần Phước Chí ở ấp Phước Tiền, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang là người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Anh vừa chăm vợ tàn tật, vừa nuôi con nhỏ và cha già nay đã 80 tuổi suốt 13 năm nay. Mẹ vợ xót cho con gái và thương Chí vất vả nên đưa Kim Hai, vợ anh Chí về nhà để phụ chăm sóc. Thế là Chí lại đành chạy qua chạy về một cảnh hai quê. Chị Kim Hai thường chờ anh Chí về thì chị mới chịu ăn cơm. Thương vợ, Chí cố gắng từng ngày, từng ngày. 13 năm trước, chị mang thai, anh Chí mong ngóng đứa con đầu lòng từng ngày. Rồi ngày con ra đời cũng đến, anh chị vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, sau khi sinh không lâu, chị Hai bị băng huyết. Dù đã nhanh chóng được cấp cứu, nhưng bà mẹ trẻ đã bị tai biến sản khoa. Khi mà chị còn chưa kịp thực hiện ước mơ cho con bú những giọt sữa đầu tiên, chân tay chị đã bị co cứng, không thể nói chuyện và thường lên những cơn động kinh. Chị chỉ còn biết nằm chờ người thân chăm sóc trong 13 năm tiếp theo. Trong 13 năm đó, đứa con gái nhỏ cũng lớn dần, cũng là khoảng thời gian anh Chí lao đao vất vả. Nhưng anh hiểu nỗi khổ nhọc của mình không bằng nỗi khổ tâm của vợ. Vì dù chị vẫn nghe và hiểu được, nhưng chị không thể nói và làm được. Đó là nỗi đau vô cùng lớn. Anh biết điều đó, nên dù có bận rộn và buồn bã bao nhiêu, anh vẫn luôn cố dành thời gian ở bên chị. Thảo, cô con gái của anh chị, dù chưa từng được mẹ nâng niu chăm sóc, nhưng vẫn rất thương yêu mẹ qua lời kể của cha. Ngày ngày, khi Thảo ở nhà lo cho mẹ, thì anh Chí chở mẹ vợ đi ra chợ bán rau củ từ 7 giờ đến 9 giờ sáng trên chiếc xe máy cũ. Sau đó, anh ra tiệm sửa xe để làm và nấu cơm nước cho cha già. Đến 2 giờ chiều, thì anh Chí lại về chở mẹ đi ra chợ tiếp tục bán rau. Thời gian còn lại, anh dành cho vợ. 13 năm đằng đẵng trôi qua, vẹn tròn tình chồng nghĩa vợ. Theo ông Trần Thanh Bảy, trưởng thôn nơi anh sống cho biết, gia đình anh Chí thuộc diện khó khăn ở địa phương. Trước đây, gia đình anh chị cũng có ít ruộng đất, nhưng từ ngày chị trở bệnh thì phải bán hết. Anh Chí đưa vợ đi chữa trị khắp các bệnh viện mà bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm. Anh Chí vay được 11 triệu đồng để mở tiệm sửa xe, nhưng vợ bệnh nên vốn liếng cũng dần hết. Bây giờ, anh Chí sửa xe kiếm được 50-60 ngàn, cũng đỡ một chút ít tiền sinh hoạt. Cha ruột anh là Trần Văn Hòa hơn 80 tuổi, cũng đau ốm liên miên. Anh không thể bỏ mặc vợ hay cha, nên anh cứ chạy tới chạy lui, vừa chăm sóc cha già, vừa chăm sóc vợ con đang ở nhà mẹ vợ. Dù khó khăn mấy, anh cũng cố gắng cho con đi học. Con đi học thì mấy đứa bạn con có nói, mẹ bị bệnh thì có cho tiền đi học không? Rồi nó khóc. Tôi nói, mình hoàn cảnh thì mình phải chịu thôi, con ráng đi, con ráng lo chăm học, cha cũng ráng làm ăn để kiếm tiền cho con. Nói cho con nghỉ học thì cái đó tôi không chịu. Dù mình có cực thế nào, mình vẫn còn sức khỏe, thì mình kiếm tiền lo cho con được thì mình lo. Thì cũng có lúc mình cũng chán nản dữ lắm. Nhiều khi mình không lẽ lại vỗ ngực kêu trời, còn con thì phải ráng để kiếm ra tiền, ráng nuôi nó. Lúc mình quen vợ mình thì mình cũng có hứa hẹn ước ao này kia, cũng yêu thương nhau, hiểu tính nhau, sau này đâu có nghĩ chuyện này chuyện kia. Thôi thì còn nước còn tát, chứ biết sao bây giờ. Có lẽ gian nan phía trước còn rất nhiều, nhưng chẳng sao cả. Người chồng ấy vẫn luôn bên cạnh vợ như 13 năm qua. Đời người hạnh phúc nhất có lẽ là khi ta gặp khó khăn hoạn nạn, vợ, chồng vẫn ở bên không rời xa như vậy thôi.